Sáng ngày 24 tháng 11, công ty xăng dầu Lâm Đồng đã tổ chức lễ ký kết xây dựng cửa hàng xăng dầu điểm về phòng cháy chữa cháy. Với sự chứng kiến của lãnh đạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng, đại diện các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Với đặc thù kinh doanh mặt hàng luôn tiềm ẩn những nguy cơ dễ cháy nổ, thì việc ký kết xây dựng cửa hàng xăng dầu điểm về phòng cháy chữa cháy là một trong những vấn đề cần thiết nâng cao ý thức trách nhiệm và kiến thức phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên các cửa hàng xăng dầu. Theo đó, để xây dựng cửa hàng điểm về phòng cháy chữa cháy có 19 nội dung bao gồm đáp ứng cơ sở hạ tầng đúng các quy định, quy chuẩn của nhà nước, đầu tư các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, tiêu chuẩn, biên chế đủ cơ số, chất lượng phương tiện chữa cháy ban đầu cho các đơn vị trực thuộc, tăng cường tuyên truyền, giáo dục và phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, rà soát, chỉnh lý, bổ sung các phương án phòng cháy chữa cháy cho phù hợp với quy mô sau sửa chữa cải tạo, thường xuyên học tập và thực tập các tình huống, rà soát sửa đổi các nội dung, quy trình, quy phạm, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy sát với thực tế của cơ sở. Tăng cường công tác tự kiểm tra, phối hợp với cơ quan chuyên ngành, các cơ quan hữu quan, kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở trong việc chấp hành các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy và an toàn môi trường. Lãnh đạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã thông tin thêm về tình hình cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu công ty xăng dầu Lâm Đồng, các cửa hàng xăng dầu tổ chức thực hiện nghiêm túc các yêu cầu đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn và thường xuyên tập dượt các phương án phòng cháy chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra. Tại buổi lễ, 5 cửa hàng xăng dầu điểm về phòng cháy chữa cháy, đại diện cho 41 cửa hàng trong toàn tỉnh đã lần lượt ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Sáng ngày 24 tháng 11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1 thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy cửa hàng xăng dầu số 2 thuộc Công ty xăng dầu Lâm Đồng. Với tình huống giả định là sự cố kỹ thuật điện gây cháy, với chất cháy chủ yếu là xăng dầu, nhớt ga và các loại vật liệu khác, nên khi xảy ra, các hệ thống điện bị chập, gây mất điện toàn bộ khu vực. Đám cháy nhanh chóng lan ra khu vực trụ bơm và toàn bộ diện tích của khu vực ăn ở sinh hoạt, có nguy cơ cháy lớn, nổ ở các bể chứa, bồn chứa và cháy lan sang các khu vực nhà dân lân cận. Khi sự cố xảy ra, lực lượng chữa cháy cơ sở lập tức báo động, thao tác các kỹ năng phòng cháy chữa cháy như cứu cầu giao điện, tổ chức sơ tán nhân viên, người bị nạn, chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Mặt khác, nhanh chóng điện báo cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1, điều động lực lượng và phương tiện tập trung dập tắt đám cháy. Việc thực tập nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy cho nhân viên bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu số 2, đồng thời tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra, qua đó đánh giá hiệu quả phối hợp chữa cháy giữa các lực lượng trong việc giải quyết các tình huống cháy nổ trên địa bàn. Triển lãm cũng có sự tham gia của nhiều nhà cung cấp nước ngoài sẵn sàng cung ứng, hỗ trợ, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực này cho đối tác Việt Nam, qua đó giúp cho các sản phẩm dệt may Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh trên trường quốc tế. Ngoài giới thiệu thiết bị máy móc và công nghệ phụ trợ